Nay anh em tôi đi vô rừng Madarak gặp gì bắt đấy nhá. Nhưng mà mục tiêu số 1 là vẫn là bắt ong nha anh em. Bắt ong và bắt rơi à? Ừ, đúng rồi. Ok, anh em cùng theo chân tụi mình nha. Let's go. Đây là con ong vỏ vẽ. Đó. Anh em muốn biết tổ nó ở đâu thì mình phải theo dõi nó nha anh em. Đi theo nó. Đó rồi, chuẩn bị nó đi là anh em tôi bắt. Đi theo nó thôi. Nó bây giờ nó hiện tại nó đang đi kiếm mồi. Đang đuổi theo ong nha anh em. Đây 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 đây. Nó đây 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 đây. Đây đây đây. Nó đó. Rồi nó đang bay về kìa. Rồi. Đấy, Mr. Thái đang đi tìm ong nha anh em. Nó bay vào trong bụi mà không biết ổ nó ở đâu rồi. Ok anh em. Bao lâu cố gắng thì anh em tôi kiếm được một tổ ong mật nha. Tới rồi nha anh em. Vâng. Ôi, tổ kiến. Đây vô ổ rồi nha anh em. Quay em thấy chưa? Tầng trên của nó, tầng cuối. Tầng cuối đây là toàn phấn này. Đây mình đào là đào bên này sẵn không ạ? Vừa đeo rồi. Con làm tổ khác rồi. Đốt là đốt đi. Đấy em có Z thì đốt luôn. Tí này mục đích là đi đốt ong mà. Đốt thổi. Vừa đốt vừa thổi. Ong ra rồi nha anh em. Mỡ ở dưới kìa. Khổ lắm. Đầy luôn đấy. Mẹ nó ở dưới kìa. Đây cái ổ luôn. Ui dồi. Nào rồi. Nha. Nó còn to wow. Nó đầy tổ. Đầy ổ luôn cái loại này nó làm. Anh em thấy gì chưa? Ủi mật không nhỉ? Kéo nhá. Cái dao nhọn được khá đấy. Thấy từng hàng nhỏ. Cái hàng nha anh em. Lên hàng nhá. Ui to. Tâm lấy ra một cái mới biết được người đấy. Ừ. Ừ thế nào. Mở ra một cái đó. Ui mật không kìa. Ở trên đấy. Từ. Thôi khóc một tí. Đấy nha anh em. Ngâm rượu thì bao ở trên đấy này. Ngọt. Bên trên đấy. Một. Chà. Một. Ui nặng ghê luôn đấy. Này xe này. Từ từ anh ăn nhá. Đừng. Phải lên trên xe xem ạ. À. Nó cắn này. Đừng nói. Ăn thì chết rồi. Ui chết rồi. Chết rồi. Kinh chưa. Tín. Anh chưa lấy hẳn trên này. Tí phải đào lên nó còn mật không đấy. Phần trên này. Phần trên nó mật đấy. Nhiều lắm anh em ơi. Phần trên nó mật đấy. Này trùng mánh rồi. Hả? Và cái phích này tình mình nhé. Đi làm rổng ra nữa sao ấy. Cái con ra cái đấy chưa? To chưa? Đó, ổ trong này. Ông kia. Ông này hiền lắm nha, nó không có cắn đâu. Không biết là không có tổ. Ui này. Chà. Người ta mở rộng cho mình lấy được hết nhé. Đi vào suối mài lại nha. Nước không. Chưa. Tôi không nhìn thấy nhỉ. Vẫn con. Còn tiếp. Vâng, đến mảng thứ tư. Năm mảng. Hà Minh Thuyết đang cật lực. Vâng. Wow, trời. Ba. Đó. Cho vào. Hai bịch rồi nha anh em.
cháu cái này mà cuốn lá lốt nướng bao con nhổ của nó này. Nước không nước không giống sông Đà ấy. Lũ mật con không? Lũ con nó kìa bố. Sợ chưa? Ú trộn con ở trong nhanh em. 9 năm. Ú giúp không? Cắt đi. Đây cái cuối thứ 6. Hết. Nặng rồi đấy. Thôi thôi. Ok anh lấy cái. Đó giờ anh em tôi lấp hổ lại nha. Để cho nó ở lại. Để ở lại. Năm sau anh em tôi lấy. Vâng, cảm ơn đội ong rất nhiều. Đây, đây nhai đấy. Thành quả đây, hai bịch đây. Đó. Cầm cơ. Tắm miếng nha anh em. Ui chà. Bao ngọt luôn. Con xinh cái này này. Đúng bài luôn. Ừ, cái này đấy. Lỗ này. Cái lỗ ở đâu ấy? Ừ, cái đấy được mà. Mời anh em nha. Ui chà. Chết. Có gì không? Có gì mà mời em. Ui chà. Ướp luôn đấy. Tiếp. Tuấn Hương đi về mà xem. Ui. Ngon lắm mày. Đã nha. Đấm săn làm miếng này. Hy sinh cái này để làm mật. Đấm săn hái măng này anh em. Mời tất cả anh em nha. Chết mất. Bắt rồi anh. Cái sáp cũng ngon nha anh em. Ngon chứ. Bắt giờ nó lủng cái này này. Giờ anh em tôi bắt vào chai nha. Mời tất cả anh em nha, ông mật đấy. Đấy. Anh em tôi vừa bắt rồi. Giờ anh lấy xúc bắt đi. Sướng đời. Trực tiếp trong rừng luôn. Đã quá. Sống này. No đến tận ngày kia luôn. Sạch đấy. Ui. Tay ai sạch đi người bắt đi. Nếu mình lấy hết được thì lên tới đây này Tuấn này. Ê thôi thôi thôi. Nhiều cắn lắm. Đấy anh lấy cái. Ok. Tốt. Tiếp. Biển cũng ăn em. Hết. Tay của tôi này. Tiếp. Chà hơi. Ngọt hề. Ngọt như nước. Đến món này này. Thôi. Giờ anh em tôi vào hang rơi nha. Hang rơi và chuyện của ong luôn. Đấy. To. Đấy anh em tôi tới tập kết rồi nha mọi người. Chuẩn bị lên dốc nha anh em. Ngày nào cũng phải leo đồi. Chặt cây trống đi rừng cho dễ nha anh em. Để cao á. Rồi cảm ơn anh. Giờ là leo dốc ở khoảng một cây số là tới hang anh em. Mệt quá anh em. Mấy anh em đi chưa? Rồi tiếp tục nào. Cùng tới đây nhanh nha. Tuột hết quần áo này. Thôi giờ anh em tôi xuống. Xuống hang tắm này. Mệt quá. Chết. Sắp chết ai vứt xuống cơ. Tới rồi. Bố ghi làm lán. Mệt quá. Anh em nghe từ suối chưa? Đi xuống trong như tiếng hát xa. Trăng nồng cổ thụ bóng nồng. Bây giờ bắt đầu xuống hang anh em, anh Thiết xuống rồi. Wow. Hang đây anh em ơi. Mát nhỉ? Mát quá. Trong đây như là máy lạnh luôn. Con to kìa. Đó. Ờ, có thấy con rơi rồi. Một con rồi, bố ơi. Một con rồi. Đâu? Dạ. Điểm bố. Ok, anh ơi. Nó có hang không? Thấy cái mắt đó luôn kìa. Vâng, một pha bẻ lái. Để cây làm gì? Ok. Ok, đừng bỏ nháy nha. Nó bay, rồi. Nó bay thật nó đấy. Nước mà về đến đâu? Đây giờ anh em tôi rồi. Đây là vực sâu ở dưới nha. Tuyết đang ở dưới. Có đấy cái rơi. À con đấy. Wow. Cũng được. Đâu đâu anh, con nào? To phết đi chứ. Ồ yeah. Một con nhái này anh em. À con đấy. Hả? Ok, giờ tôi đi xuống đây. Wow. Tiến tranh anh em nếu vào đây núp nha. Tiến tranh là tôi có chủ cho anh em núp hết ạ. Wow.
chui cái lỗ vừa người thôi anh em ơi. Wow, nước kêu to quá. Ủa, con nước tinh nhẹ này. Đâu đâu, từ từ. Wow, nó vừa lọt tao luôn mày. À. À. Wow. Anh em thấy gì không? Đây nó đây này. Nước này là uống luôn này. À, anh em tôi đang đi tìm rơi. Wow, hang động hùng vĩ thế. Trời ơi. Hang nhiều quá anh em ơi, một hang này, hai hang này, ba hang này. Rồi không biết đi đường nào. Rồi tôi đi theo anh Thuyết thôi. Chủ tịch Thuyết. Đi đường anh? Đi được. Đi được à? Đi được. Đi được ạ. Ô, cái lỗ nhỏ. Ừ, còn xuống sâu thẳm anh em ạ. Khổ lắm. Sâu lắm hả anh? Không, mình đi đường này, không đi đường nào. Để ra đây chờ anh kia, anh kia. Chưa phải có người trước, người sau không là lạc nha nghe. Lạc thì coi như là xong ấy. Xuống hang sâu nữa. Wow. Nguy hiểm quá anh em ơi. Tiếp tục xuống nha anh em. Wow. Khám phá tiếp. Cho sao đồng dần xuống. Đồ nguy hiểm mày đặt để em xuống. Chị mẹ mày nhìn đây này. Đi cùng. Đồ mắt mày mà tọt cái là đi. Đi luôn thật đi chứ. Má dồn thật. Thôi mày ơi, lò xuống đây luôn nha anh em. Mày nặng. Tao cũng Bạch Điền. Bạch Điền chấn. À. À, xuống được tí, từ từ đây, xuống đây này. Xuống được, xuống dễ mà, được rồi. Xuống dễ. Ừ. Đấy. Rồi rồi rồi, hay okay. Quá. Ok. Ok. Đây. Nguy hiểm lắm nha anh em. Này sao mà rớt được. Cứ đạp chặt vào. Ok. Kê chân. Xuống. Đây rồi. Ừ. Má. Ngon. Đi trước đi, mình à. Ôi mẹ vẫn lộn. Đây đây. Tựa lưng xuống ghế lắm. Chân dài nhé em à. Hiểu không? Lấy lưng xuống ấy. Lấy lưng tựa vào đây, chân đạp vào đây. Đưa điện thoại đây. Mưa to lắm. Mưa to lắm anh em ơi. Rồi gặp một thanh niên sợ chết đây. Thôi anh em tôi đi trước để nó ở lại. Xuống không? Mẹ chưa giờ phóng lao phải theo lao. Quay xin tay mẹ. Đừng nhìn xuống dưới là dê nhìn bên cạnh kia đó. Đó. Thôi. Không em giả vờ ấy. Bực sâu anh em. Đó. Sâu. Mẹ nó sợ với mày. Bây giờ sao? Rồi đưa chân xuống nó tí, đưa đít xuống nữa. Đưa đít xuống nữa. Nó phải hết. Cứ đưa, còn dưới đáy được mà. Đó. Chân cứ đập mảnh vô đến đáy mà. Rồi đưa mông xuống, chân vậy là sát rồi. Nữa, đưa xuống nữa. Không tí nữa mới đặt. Rồi. Đừng có nói. Cặp đưa đây đít mẹ tao ôm. Đưa đây tao ôm, tao ôm xuống cho nó nhanh. Đủ, tao xin mày đấy. Đấy, ôi hổ, sống rồi, sống rồi anh em ơi. Trời, tiếp tục anh em. Ôi này con mơ với hắn á. Yếu. Mẹ bé, mẹ thịt gà làm gì ấy. Đi lên đó. Ừ, cứ đi theo cái lối thôi. Tiếp tục nhanh em. Xuống hàng tiếp. Đi xuống đi. Từ đây, từ đây. Hả? Đây, đi có. Đi đi. Đường đất săn cẩn thận, đã yếu rồi đi trước. Nguy hiểm nha anh em. Ủa đâu vậy? Bên này vừa lọt khe bên kia. Rồi xuống đây. Đúng là thách thức tôi luôn. Ai thách thức tôi? Ok. Lọt lỗ thành công. Một ngày tuyệt vời anh em ạ.
Rồi, ra một hang động mới này. Hả? Đâu? Hả? Con gì? Trồn 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 trồn. Sao bắt được nó? Rồi. Bắt gì đang săn? Con gì? Mấy con giống con dế vậy. Ăn ngon lắm. Ngon lắm nha anh em. Ngon lắm nha anh em. Anh em tôi vừa tìm tìm rơi. Tìm lối ra luôn nha anh em. Bộ sâu quá rồi. Cáo hoang mang. Cực sâu luôn á. Hàng rộng thật. Mấy cây số. Càng đi sâu càng ra nước nha anh em. Càng đi sâu càng ra nước nha anh em. Tiếp tục này. Con rơi này anh ơi. Đâu. Ngôn luôn đi. Đâu xuống không? Nó bay qua bên kia rồi to quá. Nó bay trên trên. Con lên sang dưới chân đây. Chân đạp. Ôi trời ơi. Ôi trời. Nghe đây này. Con gì á? Anh. Mẹ này nó lên trên. Một con rơi nha anh em. Để. Wow. Mày to lắm. Em. Đi đây bên này nè. Đúng đầu may mắn rồi anh em ạ. Được một con rồi. Bởi đầu may mắn. Đi đi mấy cây số hang. Mấy cây số. Đây là con chung chung. Chung mà. Ui giời, nó bay qua khe kia kìa, không phải đấy. Vâng, anh Thái là đi bỏ lại ba anh em tôi. Vâng, giờ gọi anh không lên tiếng nữa. Khá là đáng tiếc. Đó, chui cái lỗ đấy lên anh. Xong rồi lên là mình trèo lên là được. Đúng không? Nó đó. Không ai. Gì mà lỗ này hẹp thế. Mấy này chui lỗ hẹp nó làm gì nữa. Thái ơi. Thái. Ủa. Giờ gọi ông nghe nữa anh em. Đồ. Tôi đi lên rồi, theo Thái. Tôi đi theo Thái đi. Ủa mẹ sao cả lời. Có được là ra không? Ra đây. Ok, thấy đường ra rồi anh em. Lên đây, lên tí. Cái hạ cốt trong này, sao lại vòng cái đây nhỉ? Vào được không? Cái là chỗ bị hạ cốt. Chui lên luôn. Wow. Đường ra ở đâu? Anh hãy gọi em cái. Chưa khỏi chỗ đấy à? Đang quay tiếp à? Ừ. Ủa, tắt rồi. Ủa, chết. Phần đệm đây. Ok. Ok. Ủa. Mày. Cùng anh em tôi cũng tìm được đường về rồi nha. Ủa. Wow, mừng quá. Rồi, cuối cùng anh em tôi đã chinh phục xong hang động thất nghiệp nha anh em. Vâng. Về đích. Mệt quá, mưa đây này. Này, có đẹp không? Được cái lưu. Quá tuyệt vời. Chinh phục thành công. Giờ anh em tôi đi nấu ăn. Tại nhà anh em.
Thank you.